Đây là món canh thịt băm, thịt viên cùng với dọc mùng mà mình vừa hoàn thành xong. Mọi người có thể thấy cái phần dọc mùng đây nhìn rất là ngon, giòn. Giờ mời mọi người cùng thưởng thức món ăn này với gia đình mình nhé. Mọi người đã đón xem hết video nấu ăn của mình ngày hôm nay nhé. Cảm ơn mọi người và cái công thức chi tiết thì mình sẽ để ở bên dưới phần bình luận. Mọi người có thể làm theo các cái bước hướng dẫn của mình để hoàn thành cái món ăn vừa rồi cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhé. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau nấu món canh dọc mùng với thịt băm, thịt viên. Mình sẽ cho lên một chút đồ ăn sẽ tạo vị chua. Tạo vị chua bằng một quả me. Mình sẽ cho thêm nước và đẩy vào lại. Mình sẽ đun nhỏ lửa để cà chua và me được chín. Thank you.
sẽ cho cái phần thịt viên vào. Mình đã viên thành những cái viên tròn như thế này. Sẽ vớt cái phần bỏ đi để nước được trong. Và vị rất là chua, ngon. Chăm chỉ hớt bọt thường xuyên thì cái nước canh của mình sẽ trong hơn. Mình có thể thấy là thịt nó cũng khá là mỡ, nên là nó sẽ có cái phần váng mỡ và bọt. Mình vớt cái phần này đi thì nước canh của mình vừa trong mà vừa thanh.
sẽ cho cái phần dọc này. Cũng khá là nhanh chín, thì sẽ nấu sôi từ 2 đến 3 phút là có thể cho ra bát được rồi. Giờ thì mình sẽ tắt bếp đi và múc cho một cái bát nhé. Kèm với bánh hoặc là với cơm cũng rất là ngon.